Xin chào các bạn đã đến với Thanh Tùng Audio. Đây là video hướng dẫn sử dụng Mark Levinson No 5909, mẫu headphone có chống ồn chủ động cao cấp đầu tiên của Mark Levinson. Hãy cùng nhau bắt đầu để xem sản phẩm này sẽ sử dụng như thế nào và có tính năng gì nhé. Tổng quan về Mark Levinson No 5909 thì đây là mẫu headphone đầu tiên do Mark Levinson sản xuất có khả năng chống ồn chủ động, và đây cũng là mẫu headphone hướng tới trải nghiệm âm thanh tự nhiên, trung thực, chuẩn chất audiophile, và nó mang tới cho chúng ta sự thoải mái trong suốt một ngày dài, kể cả ở trong môi trường có nhiều tạp âm. Và nếu như các bạn chưa biết thì Mark Levinson cũng là một thương hiệu thuộc tập đoàn Harman, một tập đoàn có rất nhiều những cái công nghệ được áp dụng lên những cái mẫu tai nghe headphone hiện nay, nên đây cũng sẽ là một mẫu headphone được trang bị cực kỳ nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại. Mark Levinson No 5909 thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế từ dòng 5000 series, thể hiện rõ rệt phong cách quen thuộc của hãng với tông đen và đỏ Radiant Red nổi bật, sang trọng. Headband và ear cup của Mark Levinson No 5909 được làm bằng vật liệu da siêu mềm, giúp tai nghe cố định được chắc chắn và cho cảm giác đeo rất êm ái ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài. Một ưu điểm ấn tượng khác của No 5909 là ở phần gimbal. Mark Levinson thiết kế gimbal dạng ống tròn thay vì dạng dẹp như các mẫu tai nghe full size chống ồn khác. Thiết kế này giúp cho người dùng có thể thay đổi kích thước gọng headband rất mượt, đồng thời tăng khả năng định vị sai đầu chuẩn xác. Mark Levinson No 5909 được trang bị driver kích thước lớn 40mm, đặc biệt được phủ chất liệu quý beryllium cho giải tần đáp tuyến rộng từ 10Hz tới 40kHz. Việc phủ beryllium giúp loại bỏ hầu hết những cộng hưởng nội siêu nhỏ trên bề mặt, giúp tối ưu độ thoát sân khấu và khai thác tốt các chi tiết micro dynamic. Bên cạnh đó, phần ear cup được cấu tạo từ nhôm anode hóa không chỉ tạo vẻ ngoài vô cùng chắc chắn mà còn giúp cho buồng âm bên trong được kín hơn, hạn chế nhiễu nội cho bass chắc tròn và thoát hơn so với những mẫu tai nghe Clawback thông thường. Mark Levinson No 5909 sử dụng giao thức Bluetooth 5.1 cho phép ghép nối ổn định với điện thoại và máy nghe nhạc, hỗ trợ Hi-Res Audio với khả năng xử lý tín hiệu lên tới 24bit 96kHz. Ngoài ra, tai nghe cũng hỗ trợ codec lossless với độ phân giải cao như aptX Adaptive và LDAC. Chuẩn aptX Adaptive tự động chọn giữa chất lượng âm thanh cao nhất, có thể ưu tiên cho độ trễ thấp và mức bitrate nhỏ hơn. Nhờ vậy mà người dùng có thể sử dụng để tận hưởng những bài nhạc với chất lượng cao từ các nguồn phát như Tidal, Qobuz hay là Spotify. Và một lưu ý nhỏ nhỏ nữa, nếu như các bạn muốn khai thác hết khả năng sử dụng không dây của Mark Levinson No 5909 thì chúng ta có thể lựa chọn một số những thiết bị nguồn phát di động đến từ những hãng như là Sony hoặc là Oppo, thì chúng ta sẽ có chuẩn LDAC, tức là cái chuẩn cao nhất khi chuyển không dây để có được chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, Mark Levinson No 5909 cũng là một mẫu tai nghe headphone chống ồn chủ động có thời gian sử dụng pin rất ấn tượng, lên tới 30 tiếng khi bật chế độ chống ồn chủ động và 34 tiếng khi không bật chế độ chống ồn chủ động. Tới với những thứ mà chúng ta sẽ có bên trong hộp của Mark Levinson No 5909, tất nhiên vẫn sẽ có nhân vật chính, chiếc tai nghe headphone No 5909 có chống ồn chủ động. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ được tặng thêm một khăn của Mark Levinson nhìn rất đẹp. Chúng ta sẽ có một cái hộp, bên trong thì sẽ có voucher tặng 3 tháng sử dụng nhạc bản quyền từ Qobuz. Các bạn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng với rất nhiều ngôn ngữ khác nhau và một cuốn sách để cảnh báo an toàn. Tiếp theo cũng sẽ là một món phụ kiện rất là quan trọng, đó là một cái case để chúng ta có thể đựng tai nghe mang đi du lịch, không lo làm gãy phần headband hay là phần gimbal của tai nghe. Và bên trong đây thì cũng sẽ là nơi chứa tất cả những cái phụ kiện khác liên quan đến dây. Đầu tiên chúng ta sẽ có một sợi cáp USB-C tu 3.5. Thì đây sẽ là cái thiết bị giúp cho các bạn có thể cắm tới các nguồn phát có cổng 3.5 tới chiếc tai nghe Mark Levinson No 5909. Tiếp theo chúng ta sẽ có một sợi cáp USB-C to C. Đây là sợi cáp vừa giúp cho chúng ta có thể sạc cho No 5909, vừa giúp cho chúng ta có thể kết nối tới các nguồn phát digital. Ví dụ như chúng ta cắm C2C từ tai nghe vào cổng C của laptop, từ tai nghe vào cổng C của điện thoại, hay là từ tai nghe vào cổng C của các nguồn phát digital khác thì đều được. Hay nếu như ở trên những thiết bị của bạn chỉ có những cái cổng cơ bản là USB-A mà thôi, thì chúng ta cũng sẽ có một adapter chuyển từ C qua A. Và đây cũng sẽ là cái adapter giúp cho chúng ta có thể kết nối tới những cục sạc đời cũ chỉ hỗ trợ chuẩn USB-A. Tiếp theo cũng sẽ là một sợi cáp USB-C tu 3.5 nữa, nhưng sợi cáp này sẽ có độ dài lên tới 3m để cho các bạn có nhu cầu ngồi từ xa và vẫn có thể nghe được nhạc thông qua dây dẫn. Tiếp theo là một cổng chuyển audio từ 3.5 sang 6.5 để có thể kết nối tới những thiết bị headarm. Và cuối cùng thì sẽ là một cái cổng để chúng ta có thể cắm Mark Levinson No 5909 lên những thiết bị ở trên máy bay.
Đối với các nút chức năng ở trên Mark Levinson No 5909 thì ở bên tay trái chúng ta sẽ có một nút bật tắt nguồn và đưa tai nghe về chế độ tìm kiếm. Cùng với đó là một nút để có thể bật tắt chế độ chống ồn chủ động. Ngoài ra khi chúng ta bấm vào nút này, nó cũng sẽ là nút để chúng ta có thể kích hoạt chế độ xuyên âm, giúp các bạn có thể vừa nghe nhạc vừa nói chuyện với người ở bên ngoài. Ở tai bên phải thì chúng ta sẽ có 3 nút chức năng, bao gồm nút bên dưới là giảm âm lượng, nút bên trên là tăng âm lượng và nút ở giữa thì sẽ có các cái thao tác như sau. Bấm một lần thì chúng ta có thể pause hoặc play bài nhạc, hoặc đây cũng là cái thao tác để chúng ta nhận cuộc gọi hoặc dập cuộc gọi. Nhấn 2 lần để có thể qua bài, nhấn 3 lần quay lại bài trước và nhấn giữ vào để có thể gọi ra những trợ lý ảo. Và để mở nguồn tai nghe, chúng ta nhấn giữ vào nút nguồn trong khoảng 5 giây cho tới khi đèn sáng trắng. Thì đồng thời khi đó bên tay phải sẽ có một cái đèn để có thể hiển thị về trạng thái của pin, bao gồm là màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Và tương ứng với đó, màu xanh báo trạng thái pin đầy, màu vàng báo trạng thái pin đang còn trung bình và màu đỏ báo trạng thái pin yếu. Và trong quá trình sử dụng, chúng ta cũng có thể bấm một lần vào phím nguồn để kiểm tra trạng thái pin. Khi đó thì đèn cũng sẽ hiện lên. Mặc định với lần khởi động đầu tiên trên No 5909 thì tai nghe sẽ ở trạng thái chờ kết nối. Khi đó thì đèn trắng dưới nút nguồn sẽ ở trạng thái mở dần và tắt ngay lập tức. Thì chúng ta có thể vào Bluetooth ở trên smartphone để kết nối tới No 5909. Nhưng tất nhiên ở lần khởi động thứ hai của No 5909, nó sẽ tự động kết nối tới chiếc smartphone trước đó đã kết nối với nó. Vậy chúng ta muốn kết nối tới chiếc smartphone khác, chúng ta phải làm gì? Thì các bạn sẽ tiến hành tắt nguồn cho mình. Sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ nút mở nguồn cho tới khi thấy đèn trắng thì chúng ta vẫn giữ, cho tới khi nào đèn trạng thái màu trắng sẽ chuyển sang chế độ mở dần dần và tắt ngay lập tức. Thì khi đó tai nghe đã được đưa vào trạng thái tìm kiếm và chúng ta chỉ cần lấy chiếc smartphone khác vào phần Bluetooth và chúng ta tìm kiếm là sẽ thấy No 5909. Và để có thể tùy chỉnh chuyên sâu hơn cho headphone Mark Levinson No 5909 thì chúng ta có thể cài thêm app ở trên những chiếc smartphone. Nó hỗ trợ trên cả nền tảng iOS và Android. Chúng ta có thể tìm kiếm ứng dụng này với tên là Mark Levinson Headphone. Sau khi tải về cài đặt và mở lên, chúng ta sẽ có ở đây là giao diện với tai nghe là Mark Levinson No 5909. Và khi kết nối đến tai nghe và mở app lên, app sẽ tự động tìm kiếm bản cập nhật mới nhất. Và như ở đây thì mình đang update chiếc tai nghe. Và các bạn lưu ý, trong quá trình update tai nghe, chúng ta không tắt app, cũng không ngắt kết nối từ điện thoại tới tai nghe để đảm bảo chiếc tai nghe sẽ hoạt động ổn định. Giao diện khi mà mình mở app lên thì chúng ta sẽ có tai nghe là Mark Levinson No 5909 cùng với dung lượng pin hiện tại đang là 100%, rất trực quan để chúng ta có thể theo dõi được dung lượng pin trên tai nghe. Và để có thể thiết lập chuyên sâu, chúng ta sẽ chọn vào phần setting ở bên đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái mục để có thể tùy chỉnh cái chế độ active noise cancelling cũng như là chế độ xuyên âm. Thì ở đây chúng tôi đang để tắt, chúng ta sẽ chuyển sang cái tab active noise cancelling. Thì khi đó trên tai nghe sẽ kích hoạt chế độ chống ồn. Và ở chế độ chống ồn chúng ta sẽ có 3 mức. Một là mức Active Noise Cancelling 2, tức là mức cao nhất. Mức thứ hai là cái mức tương thích. Và mức thứ ba sẽ là mức chống ồn thấp nhất. Thì tùy theo các bạn muốn nó chống ồn ở mức nào thì có thể để ở một cái mức phù hợp nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái tab để có thể mở sang và tùy chỉnh cái chế độ xuyên âm. Thì với Void Bass, nó sẽ lọc ra những cái âm thanh là giọng nói để có thể đưa tới tai của chúng ta. Còn những cái âm thanh khác, ví dụ như tiếng lá xào xạc hay là tiếng gió ở bên ngoài, nó sẽ lọc đi. Còn với Ambient thì nó sẽ thu lại tất cả những tiếng môi trường xung quanh, bao gồm tiếng người, tiếng bước chân hay là tiếng lá xào xạc ở bên ngoài để đưa đến tai của chúng ta. Với cái mode Ambient này thì là một cái mode nó rất là phù hợp để chúng ta đeo khi mà tập luyện thể thao, để biết được rằng là xung quanh có xe cộ hay gì không, để chúng ta có thể tránh trong quá trình vừa nghe nhạc vừa tập luyện. Tiếp theo bên dưới thì chúng ta sẽ có phần Bass Contour. Ở đây thì sẽ là cái mục để chúng ta có thể tùy chỉnh cái âm bass sao cho phù hợp nhất với những cái bài nhạc của chúng ta đang nghe, hoặc là tùy chỉnh để theo cái sở thích của mỗi người. Thì ở chế độ Natural nó sẽ là chế độ tự nhiên, tức là âm thanh như thế nào, dải bass như thế nào, chúng ta có thể nghe được dải bass chính gốc của bài hát. Các bạn muốn tăng được cái âm bass thì chúng ta có thể đẩy sang chế độ Enhance. Khi đó dải bass sẽ được làm sống động lên một tí. Còn nếu như các bạn cảm thấy rằng khi để ở Natural, cái âm thanh bass nó vẫn quá đối với bản thân các bạn, thì các bạn có thể đẩy sang cái chế độ Attenuated. Ngay tiếp bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái mục đó là Auto Off Timer. Thì đây sẽ là cái phần để chúng ta có thể tùy chỉnh được cái chế độ tự động tắt tai nghe sau một khoảng thời gian mà không có tín hiệu âm thanh đưa tới tai nghe. Chúng ta có thể tùy chỉnh nó ở 30 phút, 1 giờ, 3 giờ
hoặc là không bao giờ tắt tai nghe thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn như thế nào. Nếu như chúng ta muốn tiết kiệm pin nhất thì hãy để ở 30 phút. Khi mà 30 phút không có tín hiệu âm thanh đưa tới, tai nghe sẽ tự động đi vào trạng thái tắt. Cuối cùng thì sẽ là on head detection. Đây sẽ là cái mục tai nghe có thể nhận biết được khi nào chúng ta đeo và khi nào chúng ta không đeo tai nghe. Từ đó thì khi chúng ta nhấc tai nghe ra khỏi tai, bài nhạc đang chạy sẽ tự động ngắt, và khi chúng ta đeo lên tai, bài nhạc sẽ tự động chạy lại. Đây là một tính năng rất thông minh và chúng tôi khuyến cáo các bạn nên bật. Cuối cùng sẽ là tới với mục chăm sóc tai nghe cũng như bảo dưỡng trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Lưu ý thứ nhất đó là chúng ta không được sử dụng những cái chất tẩy rửa có cồn để có thể lau earbud, và chỉ lau earbud bằng những cái miếng vải mỏng, mịn. Và như ở đây thì Mark Levinson có cung cấp cho chúng ta một chiếc khăn lau rất là mịn. Và ngoài ra chúng ta cũng nên lưu ý và thường xuyên vệ sinh những cái chắc ở cable mà Mark Levinson tặng kèm cho chúng ta để đảm bảo kết nối tốt nhất. Lưu ý thứ hai đó là với những phụ kiện như là earbud hay là cable mà nó bị hư hỏng trong quá trình mà chúng ta sử dụng thì Mark Levinson cũng sẽ cung cấp chính hãng cho chúng ta những thiết bị đó thông qua website của hãng, đó là marklevinson.com. Các bạn có thể truy cập vào và tham khảo. Lưu ý thứ ba đó là chúng ta hạn chế làm rơi tai nghe hết mức có thể và không được để tai nghe gần những môi trường có nước hay là ẩm ướt. Và trên đó là video hướng dẫn sử dụng cũng như lưu ý khi bảo dưỡng tai nghe Mark Levinson No 5909 trong quá trình sử dụng. Đây là mẫu tai nghe hướng tới những audiophile muốn có trải nghiệm âm thanh trung thực, tự nhiên và có được sự thoải mái khi mà đeo trong suốt thời gian dài, và cũng không cần lo lắng về pin bởi vì nó có thể hoạt động lên tới 30 cho tới 34 tiếng. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thư giãn khi sử dụng tai nghe Mark Levinson 5909.